Đã thành thông lệ, cứ đến dịp cách mạng tháng 8 năm 1945, các thế lực có thâm thù với chế độ ta lại bôi nhọ, xuyên tạc về cuộc cách mạng này. Họ cho rằng cách mạng tháng 8 năm 1945 là sai lầm lịch sử. Đây là cáo buộc vô căn cứ, không dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn nào cả. Họ đã không thấy hay cố tình không thấy. Cách mạng tháng 8 năm 1945 là cuộc cách mạng phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Cách mạng tháng 8 năm 1945 diễn ra vào giai đoạn kết thúc Thế chiến thứ hai, đã tạo ra những thay đổi lớn về cấu trúc chính trị và xã hội trên toàn thế giới. Chẳng hạn như Thế chiến thứ hai dẫn đến sự phân chia rõ rệt giữa hai cường quốc lớn sau chiến tranh, đó là Liên Xô cùng với các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Hoa Kỳ cùng với các nước phương Tây. Sự cạnh tranh giữa chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tư bản đã tạo nên khối Đông và khối Tây, góp phần tạo ra một thế giới song phương trong giai đoạn chiến tranh lạnh. Sự kết thúc của chiến tranh thế giới lần thứ hai đã dẫn đến sự biến đổi địa chính trị, bao gồm việc giải phóng và thành lập các quốc gia mới như Ấn Độ và Pakistan đã giành được độc lập khỏi đế chế Anh. Thế chiến thứ hai dẫn đến sự sụp đổ của các đế quốc truyền thống như Đức Quốc xã, Nhật Bản và Ý. Những sự thay đổi này đã tạo điều kiện cho việc xây dựng lại nền dân chủ và kinh tế mới ở các nước này. Thế chiến thứ hai đã thúc đẩy sự gia tăng của chủ nghĩa cộng sản, đặc biệt là tại các nước Đông Âu và châu Á như Liên Xô, Trung Quốc và Đông Dương. Sự phân cực giữa Mỹ và Liên Xô đã dẫn đến sự cạnh tranh lớn và sự phát triển của hai hệ thống chính trị và xã hội khác nhau. Như vậy, cách mạng tháng 8 năm 1945 dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến, đã lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, là phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới. Sao lại nói là sai lầm lịch sử? Cách mạng tháng 8 năm 1945 đã giành độc lập dân tộc, đưa nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ lên địa vị làm chủ đất nước. Cách mạng tháng 8 năm 1945 đã giải phóng Việt Nam khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp và phát xít Nhật, khôi phục chủ quyền và độc lập cho đất nước, xây dựng nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đầu tiên trong lịch sử, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, từ chỗ là thuộc địa của Pháp không có tên trên bản đồ thế giới. Với sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Việt Nam lại có tên trên bản đồ thế giới với tư cách một quốc gia độc lập. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước đầu tiên trong hành trình độc lập của Việt Nam khỏi thực dân Pháp, từ đó đưa thân phận người dân Việt Nam từ kiếp châu ngựa lên địa vị của người làm chủ chính mình, làm chủ đất nước độc lập tự do. Đây là một thành tựu vĩ đại và có ý nghĩa quốc tế, được các nước đồng minh công nhận và ủng hộ. Cách mạng tháng 8 năm 1945 đã tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ của Việt Nam. Trước cách mạng tháng 8 năm 1945, Việt Nam là nước thuộc địa nửa phong kiến, nghèo nàn, lạc hậu, trình độ dân trí thấp với 95% dân số không biết đọc, không biết viết. Ngay trước cách mạng tháng 8 năm 1945, 2 triệu người, khoảng 10% dân số nước ta, thời điểm ấy đã phải bỏ mạng vì nạn đói do phát xít Nhật gây ra. Vì thế, ngày 3 tháng 9 năm 1945, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt lên nhiệm vụ cấp bách hàng đầu là cứu đói với các khẩu hiệu tăng gia sản xuất ngay, tăng gia sản xuất nữa, không để một tấc đất bỏ hoang. Tấc đất, tấc vàng, toàn đảng, toàn dân, toàn quân đã đẩy lùi được giặc đói, củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền cách mạng, tăng cường liên minh công nông dưới sự lãnh đạo của đảng. Cùng với diệt giặc đói là diệt giặc dốt, xây dựng nền văn hóa mới, xóa bỏ văn hóa nô dịch của thực dân, nhờ nhanh chóng diệt được giặc dốt bằng cách mở các lớp bình dân học vụ, nên tiếng Việt được chính thức dùng trong các hệ thống nhà trường. Vì thế, cần khẳng định rằng không có cách mạng tháng 8 năm 1945 thì không có chiến thắng thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ, chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, và không có chiến thắng đế quốc Mỹ, tên đế quốc đầu sỏ mạnh nhất thế giới, và chính quyền tay sai vào mùa xuân năm 1975. Không có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ta như ngày nay, mà trước đây chưa khi nào đất nước ta đạt được thành tựu như thế. Như vậy, cách mạng tháng 8 năm 1945 là một sự kiện lịch sử quan trọng và có ý nghĩa to lớn đối với nhân dân Việt Nam. Vì thế, ý kiến cho rằng cách mạng tháng 8 năm 1945 là sai lầm lịch sử, là một ý kiến không có cơ sở và bị xuyên tạc bởi những kẻ có động cơ chính trị hoặc lợi ích cá nhân. Họ đã thoát ly bối cảnh của cách mạng tháng 8 nên không thể thấy rõ vai trò và ý nghĩa của cuộc cách mạng này. Họ đã lờ đi cách mạng tháng 8 là kết quả của quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đây là một cuộc cách mạng mang tính chất dân tộc, dân chủ và xã hội chủ nghĩa, phù hợp với tình hình lịch sử và nguyện vọng của đại đa số nhân dân, là một cuộc cách mạng chính đáng, thiêng liêng và anh hùng của dân tộc Việt Nam. Vì thế, không ai có quyền phủ nhận hay bôi nhọ cuộc cách mạng này.